Rồi quay trở lại. Vừa rồi thì có một chút lỗi và chị không thấy, có nghĩa là không thấy tín hiệu gì cả. Và bây giờ thì quay trở lại cùng với các bạn. Nếu như mà các bạn xem được thì các bạn hãy thông báo với chị nhá. Vừa nãy thì có một chút lỗi. Xin chào các bạn. Vừa rồi thì có một chút lỗi nên là chị đã xóa cái clip đấy đi rồi. Khá là muộn đúng không? Ngày hôm nay thì phải phát trực tiếp khá là muộn. Bởi vì thực sự là chị vừa thi xong và muốn là có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà ngày hôm nay đã hứa với các bạn rồi. Thế nên là sẽ quay trở lại cùng với các bạn. Không phải là vào một bất kỳ một tác phẩm nào cả. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không phân tích một bất kỳ một tác phẩm nào cả, mà sẽ chỉ là một những cái chia sẻ ngắn ngắn của chúng ta về một cái chủ đề mà chị nghĩ rằng là cũng chính là những cái thắc mắc mà các em đang rất là mong muốn được tìm hiểu về vấn đề này. Làm thế nào để chúng ta có một cái mở bài cho hay, và làm thế nào để chúng ta có được một cái mở bài thật là ngắn gọn nhưng mà vẫn đầy đủ ý, để có thể chiếm được cảm tình của người đọc khi mà đọc bài viết của các em, và giúp cho các em đạt được điểm cao ở trong kỳ thi sắp tới, được không ạ? Đó thì đó chính là cái vấn đề mà ngày hôm nay chị muốn trao đổi với các bạn. Làm thế nào để chúng ta có được một mở bài hay, được không ạ? Chủ đề chúng ta sẽ cùng trao đổi với các bạn làm như thế nào để chúng ta có được một mở bài hay. Các bạn có nghe thấy tiếng chị nói không nhỉ? Xin chào Phạm Thu Uyên. Xin chào. Xin chào mọi người. Đất nước chị đã like rồi mà em. Trước khi mà bắt đầu ngày hôm nay thì có một số những cái lưu ý như thế này nhá. Đó là vừa rồi thì chị có gửi tài liệu Word cho các bạn rồi đúng không nào? Thế nhưng có một vấn đề là các bạn ấy lại cứ inbox rồi comment cho chị rằng là à đây là mail của em và chị hãy gửi tài liệu cho em vào mail nhé, đúng không ạ? Thì có một cái vấn đề là chị đã đăng một cái đường link lên rồi và các em hãy click vào cái đường link đấy, các em hãy click vào cái đường link đấy nhá, để các em lấy bài viết của để các em lấy cái phần tài liệu về cho mình nhá. Còn chị không thể nào mà gửi cho từng bạn được đâu, chính vì thế mà các em hãy tự vào cái đường link đấy và các em sẽ được tự động trả về tài liệu dành cho các em, được không ạ? Được không nào? Rồi, xin chào Mai Hoàng Diễm Thúy, chào em. Bạn ấy nói với chị là chào em đi chị, đúng không ạ? Thế nên là các em lưu ý nhá, link thì chị đã up rồi. Và các em hãy vào đường link đấy để lấy tài liệu về cho mình, được không ạ? Còn chị không thể nào mà đi gửi link tài liệu cho từng bạn được. Nên là các em hãy thông cảm với chị chuyện đấy nhá. Rồi. Sóng chị đã like rồi mà. Em, các bạn hãy check lại mail nhá. Các bạn hãy check lại mail nhá. Các bạn hãy check lại mail, bởi vì là hiện tại thì mỗi ngày thì sẽ có một tác phẩm gửi cho các bạn, nên các bạn hãy cố gắng check lại mail nhá. Và có thể là nếu như mà các bạn chưa nhận được ấy thì là do cái vấn đề là các bạn đăng ký mail sai hoặc là như thế nào đấy, thì các bạn có thể click vào đường link đấy và lấy tài liệu về cho mình để cùng học, được không nào? Rồi, ngày hôm nay thì đã nói với nhau rồi, chúng ta sẽ nói với nhau, chia sẻ với nhau làm cách nào để chúng ta có được một mở bài thật hay cho bài viết của mình, đúng không ạ? Nhiều bạn thì nói với chị rằng là chị ơi, cách mở bài của chị rất là dài và em sợ làm như thế thì em sẽ không đủ thời gian. Thế nhưng chị cũng đã nói với các em rồi, đúng không ạ? Chị nói với các em đó là chị chỉ cung cấp cho các em kiến thức như thế, và các em hãy biến kiến thức đó trở thành kiến thức của mình để làm thế nào bản thân các em có thể học được một cách dễ dàng nhất, được không ạ? Chứ không phải là chị có ép các em, là các em phải sử dụng mở bài đấy, hay là các em phải bê y nguyên mở bài đó vào trong tác phẩm của mình, mà các em hoàn toàn có thể biến đổi để làm cho cái mở bài đấy là mở bài của các em. Và chính cái công đoạn mà các em biến mở bài đó thành mở bài của các em thì các em sẽ dễ dàng học hơn rất là nhiều đấy, được không ạ? Rồi, ok, chị sẽ cố gắng gửi cho các em nhiều tài liệu nhất nhá. Tại bởi vì là các bạn ở trong team của chị thì bây giờ các bạn đang cố gắng để gõ Word để gửi cho các em rồi. Thêm một cái nữa đó là cũng khá là bất tiện bởi vì đây là cái giai đoạn các bạn ấy đang thi. Thế nên là các em hãy thông cảm cho chị nhá, được không ạ? Rồi, thêm một điều nữa đó là cũng chia sẻ một chút, đó là cái hộp inbox của chị ấy, cái hộp tin nhắn của chị thì rất là nhiều những tin nhắn của các bạn. Chính vì thế mà chị cũng cố gắng trả lời tin nhắn của các bạn, nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm với chị, tại vì thực sự là thời gian của chị không thể đủ để có thể trả lời hết tin nhắn của các em được, nên là các em hãy thông cảm với chị nhá.
Rồi ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngày hôm nay. Như đã nói với nhau rồi, chúng ta sẽ bàn luận, chúng ta sẽ cùng chia sẻ để làm cách nào chúng ta có được một mở bài hay cho bản thân mình, để cho bài văn của mình có thể gây ấn tượng được với những người chấm luôn lúc nào. Thì ngày người xưa thì cũng đã nói rồi, vạn sự thì khởi đầu nan đúng không nào. Có một ý kiến cho rằng như thế này, văn hay chỉ cần đọc mở bài, đúng không ạ? Có cái ý kiến cho rằng là văn hay thì chỉ cần đọc mở bài. Tất nhiên là nếu chỉ đọc mở bài thì chúng ta không thể nào có thể nắm bắt được, đánh giá được toàn bộ bài văn. Thế nhưng mà quả thật mở bài có một tầm quan trọng thực sự đối với người viết và thực sự đối với người chấm bài. Chúng ta đã nói với nhau là vạn sự khởi đầu nan. Người ta thì cũng đã nói rằng là khai môn kiến sơn, có nghĩa là mở cửa thì thấy núi. Chính vì thế mà khi viết một bài văn, nếu như các em có được một mở bài hay cho bản thân mình thì tự nhiên dòng văn trong các em sẽ được khơi chảy một cách rất tự nhiên và tuôn trào. Thêm một điều nữa, nếu như mở bài của các em lúng túng và trục trặc, hoặc là có một vấn đề gì đấy đi lạc đề thì sao, đúng không ạ? Thì chắc chắn là bài văn của các em, văn phong của các em sẽ không liền mạch và sẽ trở lên rời rạc. Chính điều này thì cũng sẽ tạo ấn tượng không tốt đối với người chấm. Bản thân chị cũng như thế thôi. Giống như việc là bắt đầu một bài nói của mình, nếu như các em mở đầu một bài nói của các em bằng một cách nào đó thật lôi cuốn, đúng chủ đề, đúng trọng tâm, thì chắc chắn là người ta sẽ muốn nghe tiếp. Còn tất nhiên là với mở bài nếu như không hay thì buộc lòng giám thị vẫn sẽ phải chấm thôi. Thế nhưng nếu như các em tạo được cảm giác thoải mái cho người chấm thì chắc chắn là điểm của các em cũng sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều đấy. Rồi, thế nên là nói một chút, mở bài đóng một vai trò rất là quan trọng. Chính vì thế, hãy tìm cách nào đó để tạo được một cá tính riêng cho mình. Hãy tìm cách nào đó để mình có những mở bài riêng cho mình, và mình sẽ học được nó dễ dàng nhất, được không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói tiếp về vấn đề là làm thế nào để có được một mở bài cho hay nhé. Có một thực tế là đa số học sinh thì mất rất nhiều thời gian vào việc mở bài. Các em có như thế không ạ? Chúng ta sẽ cùng hỏi tác một chút nhé. Các em có thường mất nhiều thời gian cho phần mở bài của mình không? Có thể trả lời chị bằng cách comment nhé. Các em có thường mất nhiều thời gian cho phần mở bài của mình không? Thường mất rất là nhiều thời gian đúng không? Bản thân chị thì ngày học lớp 12 cũng có một cái thời điểm mà chị đã mất 2 ngày để viết được một cái mở bài ưng ý. 2 ngày để có thể viết được một cái mở bài ưng ý. Và thực sự là ngày đó thì chị cũng đặt cái mục tiêu rất là cao bằng cái việc là mở bài của chị phải thật là hay và thật là khác biệt so với người khác. Và chính vì thế mà chị cứ đi tìm kiếm rất là nhiều những cái tài liệu để có thể tìm được một cái mở bài hay cho mình. Và không biết là bản thân các em như thế nào. Bản thân chị thì cũng nghĩ là cái mở bài chiếm rất là nhiều thời gian của chúng ta, đúng không nào? Chính vì thế mà khi mà đi thi thì chúng ta không thể nào mà có nhiều thời gian như thế, đúng không ạ? Không thể nào có nhiều thời gian như thế để ngồi nghĩ cái mở bài được. Vậy thì có cách nào để chúng ta nào tìm được một cách mở bài phù hợp cho bản thân mình không? Và rút ngắn được cái khoảng thời gian đó, tiết kiệm thời gian để chúng ta dành thời gian đó vào cái phần trọng tâm của bài không? Chúng ta biết rằng là học sinh thì thường là mất rất là nhiều thời gian dành cho mở bài. Thế nhưng sau khi dành rất là nhiều thời gian cho mở bài như thế, các em cũng lại không có được một cái mở bài ưng ý. Và chính vì thế mà do cái yếu tố là mất nhiều thời gian vào khâu mở bài, mà cái phần thân bài và phần kết bài thì các em viết rất là sơ sài. Và chính điều đó làm cho các em bị mất điểm ở trong bài thi của mình, được không ạ? Chính vì thế mà có một điều dành cho chúng ta không thể nào mà cứ đi học mãi về các tác phẩm cả, không thể nào mà đi học mãi về các tác phẩm được, không thể nào cứ đi học về nội dung là các em sẽ được điểm cao được. Mà những cái nhỏ như thế này chúng ta cũng cần rèn luyện. Và một trong những cái cần rèn luyện như thế đó là chúng ta cần phải rèn luyện cách viết mở bài, để khi bắt gặp một đề nào đó chúng ta không lúng túng, không mất nhiều thời gian mà vẫn có được một mở bài hay và hấp dẫn cho bản thân mình, được không ạ? Trước hết thì muốn mở bài hay, chúng ta cần phải hiểu rõ mục đích và nhiệm vụ của mở bài. Hiểu rõ mục đích và nhiệm vụ nhé các em nhé. Mục đích và nhiệm vụ, mục đích của mở bài là gì ạ? Là chúng ta phải giới thiệu được với bạn đọc vấn đề mà mình sẽ viết, vấn đề mà mình sẽ trao đổi, sẽ bàn bạc, sẽ miêu tả hay là sẽ kể lại, hay là sẽ đưa ra quan điểm của mình, đúng không nào? Và viết mở bài thực chất là trả lời câu hỏi như thế này: ở bài viết này mình định viết điều gì? Các em nhớ câu hỏi này nhé. Chúng ta viết mở bài để trả lời cho một câu hỏi như thế này.
đó là ở bài viết này mình định viết về điều gì, được không ạ? Có nghĩa là các em làm gì thì làm, các em vẫn phải trả lời được cái câu hỏi này. Ở mở bài này, các em định viết ở bài viết này, các em định viết ở vấn đề gì nhá. Tiếp tục, trả lời thẳng vào câu hỏi ấy thì người ta gọi là mở bài trực tiếp. Còn nếu như các em tìm một nguyên cớ gì đó, một ý kiến nào đó để dẫn dắt vào phần mở bài này, vào việc trả lời câu hỏi này, thì đó là cách mở bài gián tiếp. Đã nói với nhau rồi, các em đã học rất là lâu về văn rồi đúng không nào? Các em cũng đã biết là có hai cách mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp rồi đúng không nào? Thế nhưng mà nếu như một bài văn hay thì thường người ta sẽ sử dụng mở bài gián tiếp. Còn nếu như những cái đề văn mà người ta yêu cầu viết đoạn văn thì các em phải sử dụng mở bài trực tiếp để tiết kiệm thời gian cho các em, đúng không ạ? Mở bài thì cũng giống như một đoạn văn hoàn chỉnh, nó có kết cấu giống như một đoạn văn hoàn chỉnh. Và đoạn văn mở bài thường có 3 phần. Nhớ nhá, đoạn văn mở bài thường có 3 phần. Thường là các bạn sẽ nghĩ rằng là à thôi cái này chúng ta không cần học đâu, bởi vì nó không cần thiết. Thế nhưng chị tin rằng là ngày hôm nay các em theo dõi phần live stream này, phần phát trực tiếp này, thì các em sẽ không hối tiếc một điều gì cả. Bởi vì chắc chắn sau buổi ngày hôm nay thì các em có thể tự mình viết được những cái vấn đề, viết được cái mở bài ngắn gọn và hay nhá. Rồi quay trở lại, phần mở bài thì thường cũng giống như một đoạn văn hoàn chỉnh, nó sẽ bao gồm có 3 phần. Phần đầu sẽ là phần những cái câu dẫn dắt. Những câu dẫn dắt này thì đó có thể là lời văn của các em, có thể là một câu thơ, có thể là một đoạn thơ, có thể là những cái câu trích dẫn, những cái nhận định của các nhà văn, nhà phê bình văn học, được không ạ? Một nhân vật, một chính khách, một nhà văn hóa nào đó. Tuy vậy thì nội dung câu dẫn thường phải gần gũi và phải có liên quan đến vấn đề. Nhớ nhá, nhớ là cần phải có liên quan đến vấn đề, được không ạ? Thêm một, đấy là phần đầu tiên, phần dẫn dắt. Phần thứ hai sẽ là phần giữa của đoạn mở bài. Phần giữa này thì là đoạn nêu vấn đề chính của bài viết. Có nghĩa là vấn đề chính này chúng ta đã phải nêu rõ trong đề, và có thể là người viết phải tự rút ra và tự khái quát lên. Chẳng hạn nhá, ví dụ như là một mở bài chúng ta nói rằng là ở trong tác phẩm, trong tác phẩm Rừng Xà Nu, được không ạ? Rừng Xà Nu thì còn có cả chất thơ nữa. Qua hình tượng Rừng Xà Nu thì có cả chất thơ nữa. Chính vì thế mà các em phải tự rút ra được cái đó và các em khẳng định ở trong phần mở bài của mình, được không ạ? Rồi, tiếp theo là phần cuối. Ở phần mở bài thì thường chúng ta phải giới hạn được vấn đề và phạm vi tư liệu mà các em sẽ trình bày ở trong bài viết này, được không ạ? Phần này thì thường sẽ là nêu rõ trong đề bài. Người viết chỉ cần nêu lại những cái yêu cầu, những cái đoạn trích, những câu trích ở trong đề bài mà thôi. Nhớ nhá, có 3 phần. Có 3 phần các em cần phải lưu ý nhá. Phần dẫn dắt, phần nêu nội dung trọng tâm và phần giới hạn phạm vi chủ đề, được không ạ? Mà các em sẽ viết ở trong, mà các em sẽ viết ở trong bài viết của mình. Nhớ nhá, mở bài chúng ta phải trình bày được một câu hỏi, trình bày đó là trong bài viết này thì các em định viết về điều gì, được không nào? Rồi, muốn mở bài thành thạo và cho hay, muốn mở bài thành thạo và hay thì điều quyết định, thì điều quyết định đó là chúng ta vẫn cần phải luyện tập hàng ngày và luyện tập rất là nhiều. Cái luyện tập như thế nào có hiệu quả nhỉ? Đây là một cái điều mà chúng ta vẫn thường băn khoăn, thì có một số cách dành cho các em như thế này. Thứ nhất, cùng một đề văn như suy nghĩ và viết mở bài thì rất là khác nhau. Chính vì thế các mở bài khác nhau thường sẽ khác nhau ở phần dẫn dắt. Bởi lẽ cái phần trọng tâm thì chúng ta vẫn sẽ lấy giống nhau ở trong phần đề bài rồi, còn khác nhau thì sẽ ở phần dẫn dắt. Mở bài hấp dẫn, có hơi văn, có giọng điệu riêng, độc đáo hay không chính là ở phần dẫn dắt này. Vậy thì phần dẫn dắt đó các em sẽ lấy ở đâu? Có một bí quyết dành cho các em, đó là các em không thể nào tự nghĩ ra được cái phần dẫn dắt được. Các em có thể sử dụng những cái nhận định của các nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa, nhà phê bình liên quan tới chủ đề của các em, được chưa ạ? Thứ hai, các em có thể sử dụng những cái lối viết của riêng mình bằng một cách rất tự nhiên, bằng chính lời văn của riêng mình, được không ạ? Và cách thứ ba, các em có thể sử dụng, đó là chúng ta sẽ sử dụng những cái phần dẫn dắt mà người khác đã làm rồi và chúng ta đưa biến nó trở thành phần dẫn dắt của mình. Bởi vì là chúng ta không thể nào mà có thể nghĩ ra được cái mới mẻ về văn học đâu. Bởi vì nếu các em nghĩ ra được những cái mới mẻ về văn học thì các em đã trở thành nhà văn rồi, đúng không ạ? Và một trong những cái mà các em có thể sử dụng đó là hãy bắt chước người khác và lấy những cái hay của người khác để trở thành cái hay của riêng mình, được không nào? Đó là một cách học dành cho các em nhé. Trong quá trình luyện tập viết mở bài thì có một số các lưu ý dành cho các em như thế này. Đầu tiên, đó là tránh dẫn dắt vòng vo, dẫn quá xa ý cần nêu, nói mãi, viết mãi mà vẫn chưa thấy vấn đề chính của chúng ta là gì. Giống như việc là viết về sóng nhá, viết về sóng tất nhiên rồi. Các em có thể viết về tình yêu chứ, đúng không ạ? Các em có thể bắt đầu từ tình yêu. Thế nhưng tình yêu thế nào phải bắt được vào sóng chứ không thể nào quanh co mãi. Ví dụ như là tình yêu là đề tài mà chúng ta vẫn cứ đi tìm kiếm suốt bao nhiêu nẻo đường. Tình yêu mang đến cho con người ta cảm xúc, tình yêu mang đến cho con người ta rất là nhiều thứ, sự hạnh phúc, và cuối cùng không dẫn dắt được vào bài sóng, nhưng mà cũng dẫn dắt từ đề tài tình yêu, chúng ta có thể nói như thế nào ạ? Chị đã từng nói với các em rồi, đúng không nào?
Nhà thơ Xuân Diệu thì đã từng viết trong tác phẩm của mình: làm sao cất nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Đối với những nhà văn nhà thơ thì tình yêu luôn trở thành một đề tài để những người nghệ sĩ khai thác. Chúng ta biết tới ông hoàng thơ tình Việt Nam Xuân Diệu, chúng ta biết tới những bản thơ tình vẫn còn vang mãi tới tận bây giờ, từ quá khứ đến bây giờ và cho tới tương lai. Đó là bài thơ tình Tôi Yêu Em của nhà thơ Pushkin. Và trong văn đàn Việt Nam cũng có một nữ nghệ sĩ luôn luôn đi tìm tình yêu trong chính những tác phẩm của mình, đó là Xuân Quỳnh. Và một trong những tác phẩm tiêu biểu của Xuân Quỳnh, bài thơ, một bài thơ với tựa đề vô cùng giản dị, bài thơ Sóng, không ạ? Thì đó là một cách mà chúng ta có thể bắt đầu từ tình yêu. Thế nhưng chúng ta không đi xa quá vấn đề của mình, chúng ta không lòng vòng quá vấn đề của mình và đi trực tiếp vào vấn đề, được không ạ? Rồi, tiếp theo, ý thứ hai chúng ta cần phải lưu ý ở trong phần viết mở bài, đó là tránh dẫn dắt ra ý không liên quan gì tới vấn đề trọng tâm mà chúng ta sẽ nêu ở phần giữa của đoạn mở bài. Có nghĩa là chẳng hạn nhá, các em phải đưa ra một cái vấn đề, đó là hình tượng rừng xà nu chẳng hạn, hình tượng cây xà nu ở trong tác phẩm xà nu, ở trong tác phẩm rừng xà nu của Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành. Biết hình tượng rừng xà nu như thế đúng không nào? Thế mà tự nhiên các em lại cứ nói xa nói mãi về đề tài người lính chẳng hạn. Hay là các em cứ đưa một cái vấn đề gì đó không liên quan, không hề liên quan tới cái hình tượng rừng xà nu này, thì đó là chúng ta đang đi lạc đề và lòng vòng rồi đấy. Chúng ta phải lưu ý trong cái việc là không được đi lòng vòng, không được đi quá lòng vòng và dẫn ý không liên quan gì tới vấn đề mà chúng ta đề cập ở phần giữa của phần mở bài này, được không ạ? Rồi, một lưu ý thứ ba dành cho các em. Lưu ý thứ ba dành cho các em, đó là chúng ta tránh xa vào những cái chi tiết cụ thể, những điều lẽ ra chúng ta sẽ phải trình bày ở phần thân bài. Có nghĩa là như thế nào ạ? Có nghĩa là như thế nào nhỉ? Có những cái điều ví dụ như là chúng ta sẽ phân tích về tình yêu đối với bài Sóng chẳng hạn nhá. Chúng ta cái hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ và mục đích sáng tác, chúng ta định là sẽ viết một luận điểm ở trong phần thân bài. Thế nhưng mà ở phần mở bài chúng ta ham mê quá, chúng ta đưa tất cả những cái điều đó vào trong phần mở bài, rằng là Sóng được viết vào một ngày cuối năm 1967 ở vùng biển Diêm Điền trong một chuyến đi thực tế ở tỉnh Thái Bình của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và đó là cái thời điểm mà Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, vẫn còn bồng bột, đã vượt qua những cái bồng bột trong tình yêu để có thể nếm được những cái chín chắn đầu tiên trong tình yêu của cuộc đời. Thì đó là một cái mà các em đang bị xa vào phần mở bài. Cái ý đó chúng ta sẽ đưa vào phần thân bài, thế nhưng mà các em đã đưa vào phần mở bài rồi đấy, hiểu chị không ạ? Có rất là nhiều ý chúng ta sẽ phải trình bày ở phần thân bài, thế nên đừng có dại gì mà đưa nó vào phần mở bài nha các em nhá. Rồi, đó là ba cái lưu ý dành cho các em khi viết phần mở bài. Vậy thì một mở bài hay thì cần phải đạt được những yếu tố và những chi tiết như thế nào nhá? Như thế này, đầu tiên đó là mở bài cần phải ngắn gọn. Chị không khuyến khích các em viết mở bài dài. Chị cung cấp cho các em những cái mở bài có thể đối với các em là dài, thế nhưng chị không bắt các em phải đưa cái mở bài đó vào, mà các em hoàn toàn có thể lấy những cái ý hay ho trong cái mở bài mà chị cung cấp cho các em để các em biến nó thành mở bài của mình, được không ạ? Thì đầu tiên, sự ngắn gọn. Chúng ta cần phải dẫn dắt thật ngắn gọn, nêu vấn đề chính ngắn gọn và giới hạn vấn đề cũng cần phải ngắn gọn, trọng tâm. Bởi vì đã nói là mở bài, người ta không thể nào mệt mỏi đi theo các em cả một mặt của trang giấy được, được không ạ? Hãy ước lượng thời gian cho đủ, hãy ước lượng thời lượng cho đủ, hãy ước lượng khoảng mà các em sẽ viết cho đủ để phù hợp với phần văn của mình, được không ạ? Rồi, tiếp tục. Thứ hai là phải đầy đủ, ngắn gọn nhưng phải đầy đủ như các em nhá. Ngắn gọn không có nghĩa là chúng ta viết sơ sài một cách rằng là một trong những tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12 mà bản thân tôi ấn tượng nhất đó là tác phẩm Rừng Xà Nu, được không ạ? Có nghĩa là ngắn gọn nhưng vẫn phải đầy đủ. Đầy đủ ở đây có nghĩa là như thế nào? Đọc xong mở bài thì người đọc phải biết được những thông tin cơ bản, như là bài viết này sẽ viết về vấn đề gì, trong phạm vi như thế nào, những thao tác chính được vận dụng để làm sáng tỏ ở trong bài viết này là gì, đúng không ạ? Đó là những cái mà các em cần phải đảm bảo được. Thứ nhất là ngắn gọn, thứ hai là đầy đủ, thứ ba là gì ạ? Thứ ba, đối với một trong những cái yêu cầu đối với mở bài của chúng ta, đó là sự độc đáo. Sự độc đáo này thì chị không thể nào mà bắt buộc trong các em, tất cả các em đều phải có được sự độc đáo cho mình. Bởi lẽ rằng là đối với những người, người ta có tố chất văn ngay từ khi còn nhỏ rồi, thì cái sự độc đáo này người ta sẽ dễ dàng tìm được hơn. Thế còn đối với những người mà chúng ta phải đang cố gắng cầy văn để cho mục tiêu mà chúng ta sẽ thi đại học, thì nó sẽ là một cái quá trình rất là dài để các em phải luyện tập. Chị không yêu cầu các em tất cả đều phải có được sự độc đáo, được không ạ? Thì một trong những cách nói về sự độc đáo nhé,
Nói về sự độc đáo thì mở bài của các em phải gây được sự ấn tượng và chú ý của người đọc nhé các em nhé. Gây được sự ấn tượng và chú ý của người đọc. Về vấn đề mà mình sẽ viết, muốn như thế thì cách dẫn dắt của các em phải khác lạ. Và những câu dẫn dắt tưởng là xa mà lại rất gần gũi và hợp với vấn đề chính cần nêu, được không nào? Có nghĩa là như thế này, giống như cái việc là chúng ta nói về tình yêu, thế nhưng chúng ta không dẫn dắt bằng cái là tôi yêu em đến nay chừng có thể ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em phải bận lòng thêm nữa, hay hồn em phải gợn bóng ô hoài. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái câu mà chúng ta nghĩ rằng là có thể đó là một cái câu mà chúng ta nghĩ rằng là nó hơi trẻ con, hơi con nít, chẳng hạn giống như cái kiểu là em bảo anh đi đi, xanh không dừng lại, em bảo anh đừng đợi, xanh vội đi ngay, lời nói gió thoảng bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em, được không ạ? Có nghĩa là trong cái việc chúng ta lựa chọn dẫn chứng như thế nào cũng đã là một cái vấn đề để chúng ta cần phải cân nhắc rất là nhiều rồi. Có rất là nhiều dẫn chứng thì các bạn có thể chọn lựa bằng cách là các bạn có thể lên trên mạng và các bạn bản thân các bạn sẽ tìm được rất là nhiều những cái dẫn chứng hay. Thế nên hãy chọn lọc những dẫn chứng hay để đưa vào phần mở bài của mình nhá các bạn nhá. Thêm một điều nữa, một cái lưu ý ở trong mở bài mà chúng ta cần phải đạt được, đó là sự tự nhiên trong mở bài. Sự tự nhiên trong mở bài có nghĩa là viết văn nói chung thì chúng ta cũng không thể nào cứ hoa mỹ được, và chúng ta cần phải có sự tự nhiên, có sự giản dị. Câu đầu tiên sẽ là câu quyết định giọng điệu trong bài viết của các bạn có tự nhiên hay không, và nó cũng chính là sự chi phối tới giọng điệu của cả bài viết. Vì thế, mở bài của các bạn đã độc đáo rồi, đã khác lạ rồi, đã bất ngờ rồi thì cũng cần phải tự nhiên, cần phải giản dị, tránh một cách vụng về, tránh một cách gì đó quá khoa trương và gây cảm giác giả tạo cho người đọc, được không ạ? Sự giản dị và sự chân thành là một trong những cái yếu tố mà sẽ giúp cho chúng ta chiếm được cảm tình của người chấm bài các bạn ạ. Rồi, sau đây đó là một số những cái lưu ý mà chị lưu ý với các em về cách làm như thế nào để chúng ta có được một cái mở bài hay, được không ạ? Thì bây giờ chị sẽ dẫn chứng cho các em một số các cái mở bài để các em có thể lấy làm mở bài cho mình, các em có thể lấy để làm tài liệu cho mình, được không ạ? Một số các cái mở bài mà chị sẽ giới thiệu với các em ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là một cái đề bài như thế này. Đề tựa cho tập thơ 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 của Xuân Diệu xuất bản vào trước Cách mạng tháng 8, Thế Lữ giải thích. Sở dĩ Xuân Diệu tham lam tình yêu, chất chứa vào lòng không chán, không đủ, không nguôi là bởi thi sĩ rất sợ cô độc. Đó cũng chính là cội nguồn của niềm khát khao giao cảm với đời. Và đây là một nhận định của giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh. Của toàn bộ hồn thơ Xuân Diệu, hãy bình luận và làm sáng tỏ vấn đề trên, được không ạ? Có một bạn nói với chị rằng là có một cái dạng đề, đó là dạng đề mà đưa ra nhận định về các tác phẩm. Và làm như thế nào để chúng em có thể mở bài cho cái dạng đề này thì ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em làm. Đó là một cái nhận định mà chúng ta đã vừa nêu ra, đó là tập thơ thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Các em có biết tập thơ này không? Các em có biết tập thơ thơ không? Comment một chút. Có biết tập thơ thơ của nhà thơ Xuân Diệu không? Các bạn có biết không nhỉ? Comment cho chị thấy, hãy cho chị thấy comment của các em nhá. Có đúng không? Ừ. Rất là mừng vì các em biết tập thơ này. Một tập thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ Xuân Diệu. Nhiều bạn không vậy? Đây là một tập thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ Xuân Diệu nhá. Và các em có thể tìm đọc. Chúng ta sẽ tìm thấy những cái bài thơ tình rất là hay ở trong tập thơ này, được không ạ? Chị đọc lại đề bài mà chị sẽ viết mở bài này. Đề bài như thế này. Đề tựa cho tập thơ 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 của nhà thơ Xuân Diệu xuất bản trước Cách mạng tháng 8, Thế Lữ giải thích. Sở dĩ Xuân Diệu tham lam tình yêu, chất chứa vào lòng không chán, không đủ, không nguôi là bởi thi sĩ rất sợ cô độc. Đó cũng chính là cội nguồn của niềm khao khát giao cảm với đời của toàn bộ hồn thơ Xuân Diệu. Và hãy bình luận và làm sáng tỏ vấn đề trên, được không ạ? Hãy bình luận và làm sáng tỏ vấn đề trên như thế này. Mở bài đầu tiên mà chúng ta sẽ viết như thế này nha. Slay thì đã từng nói mỗi thi nhân là một con chim họa mi đậu trong bóng đêm hoan hỉ, hót ca nỗi cô đơn của mình bằng những tiếng ngọt ngào.
Câu nói ấy làm cho tôi liên tưởng đến các thi sĩ trong phong trào thơ mới từ năm 1930 cho đến năm 1945, nhất là Xuân Diệu. Ông đã góp nhặt những nỗi cô đơn của mình để tạo nên những vần thơ tinh tế, tràn đầy niềm yêu đời. Điều đó không có gì là nghịch lý, bởi đằng sau những vần thơ cuồng nhiệt say đắm với đời ấy, người ta vẫn thấy rất rõ một tâm hồn cô đơn tuyệt đỉnh, một cái tôi cô độc lẻ loi. Vì thế, khi đề tựa cho tập thơ thơ xuất bản trước cách mạng tháng 8, Thế Liễu giải thích: sở dĩ Xuân Diệu tham lam, tình yêu, chất chứa vào lòng không chán, không đủ, không nguôi là bởi thi sĩ rất sợ cô độc. Đó cũng chính là cội nguồn, niềm khao khát giao cảm với đời của toàn bộ tâm hồn thơ Xuân Diệu. Được không ạ? Rồi, có nghĩa là nếu như đề bài người ta yêu cầu em là người ta cho một trích dẫn và các em hãy dùng tác phẩm đó để chứng minh cho cái trích dẫn này, thì điều quan trọng nhất là các em vẫn phải trích dẫn được đoạn thơ này, trích dẫn được cái trích dẫn đó vào trong phần đề bài của mình, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng, vừa rồi là chị đã nói với các em một số những cái mở bài chung chung thôi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào một số những cái mở bài cụ thể trong chương trình ngữ văn lớp 12, được không nào? Trong chương trình ngữ văn lớp 12 nhá. Có một cái đề như thế này. Có một cái đề rất là hay như thế này: bình luận về cảm hứng nhân đạo của Nam Cao và Thạch Lam qua hai tác phẩm Chí Phèo và Hai Đứa Trẻ. Được không ạ? Đề bài này thì rất là hay nhá. Đề bài này rất là hay đấy, đề một đề rất là hay. Đó là bình luận về cảm hứng nhân đạo của Nam Cao và Thạch Lam qua hai tác phẩm Chí Phèo và Hai Đứa Trẻ. Được không ạ? Bình luận về cảm hứng nhân đạo của Nam Cao và Thạch Lam qua hai tác phẩm Chí Phèo và Hai Đứa Trẻ. Đây là dạng đề so sánh đấy. Và đây là cái dạng đề mà các bạn ý hiểu, họ hỏi chị rất là nhiều về dạng đề này. Đây là một cái dạng đề rất là khó các em ạ, rất là khó nhá. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái mở bài đối với dạng đề này để xem chúng ta sẽ làm cách nào để đưa mở bài một cái mở bài thật ngắn gọn được cho hai mở bài này nhá. Như thế này: đau đớn, quằn quại, Chí Phèo chết ngay trên ngưỡng cửa trở về với cuộc đời lương thiện. Mòn mỏi, leo lét, hai đứa trẻ trong truyện ngắn cùng tên của Thạch Lam âm thầm tiến đến cái chết ngay trong khi chúng đang sống. Hai cuộc đời, hai kiếp người cùng vọng lên tiếng kêu thống thiết đòi được sống, sống làm người lương thiện và sống đúng với ý nghĩa của từ này. Nam Cao và Thạch Lam bằng trái tim nhân ái của người nghệ sĩ chân chính, bằng tài năng riêng của mình đã nâng đỡ và cứu vớt những kiếp người đáng thương ấy, đã gióng lên một hồi chuông vang vọng và khẩn thiết: hãy cứu lấy con người. Được không ạ? Đây là hai cái tác phẩm rất là hay chương trình ngữ văn lớp 11. Và thường thì năm sau thì phải cũng sẽ có chương trình ngữ văn lớp 11, đúng không nào? Rồi, theo yêu cầu của các bạn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái tác phẩm, một cái tác phẩm nào đó ở trong chương trình ngữ văn lớp 12 nhé. Có thể là các bạn sẽ đi, các bạn sẽ vote tác phẩm đi và chị sẽ làm mở bài. Các bạn sẽ vote tác phẩm đi nhé. Các bạn sẽ vote tác phẩm đi rồi chị sẽ mở bài cho tác phẩm đấy. Sóng à? Sóng nhá. Được không ạ? Chị đã từng cung cấp cho các bạn khá là nhiều những cái mở bài về sóng rồi, đúng không nào? Chị đã cung cấp cho các bạn khá là nhiều các mở bài về sóng rồi. Đất nước, người lái đò sông Đà. Đất nước, khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Rồi các bạn thân mến, buổi trước không biết là các bạn đã xem phần phát trực tiếp của chị chưa. Chị đã cung cấp cho các bạn những cái mở bài mà các bạn có thể sử dụng trong tất cả những bài viết rồi, đúng không nào? Không biết là các bạn còn nhớ cái đấy không? Không biết là các bạn còn nhớ cái đấy không? Được không ạ? Không biết là các bạn có nhớ cách mở bài mà chị hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể làm được tất cả các bài không? Như thế này. Ai đó đã từng nói rằng hoa hồng ở lại giữa cuộc đời nhờ hương thơm say đắm, không nồng nàn như hoa cúc hay ngọt ngào như ngọc lan. Loài chim sơn tước ở lại giữa đời bởi tiếng hót thiết tha vút lên từ đàn
từ dàn đồng ca giữa rừng núi. Câu chuyện ấy gợi nhắc về lòng người một nỗi băn khoăn, có phải điều còn lại đối với nhà văn chính là cái giọng điệu của riêng mình, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ được đưa vào, chúng ta sẽ đưa vào với, ví dụ chẳng hạn như là với Xuân Quỳnh qua tác phẩm Sóng, thì Xuân Quỳnh đã thể hiện được giọng điệu của riêng mình, đúng không ạ? Có nghĩa là chị đã cung cấp cho các em rất là nhiều những cái, một, hai, hình như là ba cái mở bài để các em có thể sử dụng cho tất cả những cái mở bài rồi, đúng không ạ? Phải không nào? Ừ, đúng rồi. Điều còn lại sau cùng chính là cái giọng điệu của riêng mình. Chính vì thế mà các em hãy nhớ nhá, các em hãy nhớ cách đấy nhá, để các em có thể sử dụng cho những cái tác phẩm của mình. Nói là các bạn muốn bài nào nhỉ? Chị sẽ lấy một số các cái ví dụ. Thật ra thì mở bài cũng rất là đơn giản thôi ấy. Các em đừng có làm quá nó lên nhá. Đừng có làm quá nó lên. Làm như thế nào để cho chọn, để là người ta chọn một cái, người ta nghĩ rằng là mình rất là gần gũi và chân thực là được. Chứ còn cũng không cần phải làm quá nó lên là quá phức tạp hay quá như thế nào đâu. Chị đã từng nói rồi đấy, các em có thể vào xem lại clip của chị nhá. Các em có thể vào xem lại clip của chị. Việt Bắc đúng không? Có một nhà thơ đã từng nói rằng tôi phải lòng đất nước và nhân dân của mình, đã viết về đất nước và nhân dân của mình như người, như nói với người đàn bà mình yêu. Có một nhà thơ thì cũng đã từng khẳng định thơ là tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình và gắn cả cuộc đời của mình với cuộc đời cách mạng. Nhà thơ đó không ai khác ngoài Tố Hữu. Trong suốt cuộc đời sáng tác của mình, Tố Hữu đã để lại rất nhiều tác phẩm nổi tiếng cho văn đàn Việt Nam, và một trong số những tác phẩm tiêu biểu không thể không kể tới đó là bài thơ, đó là bài thơ Việt Bắc. Việt Bắc là Việt Bắc tình thuê mái, được không ạ? Đó, các em sẽ dẫn vào cái nội dung mà các em muốn nói đến, được không nào? Sông Đà, so sánh hai dòng sông. À, dòng sông đúng không? Dòng sông chị đã cung cấp cho các bạn một cái mở bài rồi mà. Ai đó đã từng nói rằng đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ. Giống như cuộc đời của mỗi con người, có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo. Dòng sông để thương để nhớ của mỗi người rất khác nhau. Nếu như Vũ Cao cả đời gắn liền với dòng sông đô hùng tráng, nếu Hoàng Cầm là nỗi nhớ khi ta đi ngang qua sông núi trôi đi một dòng lấp lánh, và nếu Hoài Vũ cả đời gắn liền với con sông Vàm Cỏ ta chỉ chờ phù sa, thì Hoàng Phủ Ngọc Tường lại song hành cùng sông Hương đi vào trái tim độc giả qua ký ai đã đặt tên cho dòng sông, đúng không ạ? Đó là cái cách mà chị đã mở bài dòng sông cho các em rồi, đúng không nào? Và các em hoàn toàn có thể sử dụng cái mở bài đấy để mở bài cho cả dòng sông Đà nữa, được không ạ? Sông Hương chị vừa nói rồi nhá. Hoặc là con sông dùng rằng con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu, được không ạ? Và có đã có rất nhiều những thi nhân, những người nghệ sĩ viết về sông Hương bằng những cảm hứng của riêng mình. Và một trong số những người yêu mê muội sông Hương trong suốt quãng thời gian trong tuổi trẻ của mình đó chính là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Có một ký vô cùng đặc sắc của Hoàng Phủ Ngọc Tường để lại cho văn đàn Việt Nam, đó là ký ai đã đặt tên cho dòng sông, được không ạ? Có nghĩa là các em hãy vận dụng kiểu ý là cái cách diễn đạt của các em nó linh động hơn, thì các em sẽ thấy rằng nó không khó một chút nào đâu, được không ạ? Hiểu không? Các em có hiểu không? Ờ, trong mail không có đâu nhá. Trong mail chị chỉ đưa ra những cái, cũng có một số mở bài đấy. Còn đâu, nhưng mà ở đây thì chị có nói thêm rất là nhiều đấy. Chính vì thế mà các em hãy kết hợp với cả việc là chúng ta vừa đọc tài liệu và chúng ta vừa đón xem phần, chúng ta vừa xem phần phát trực tiếp của chị nhá, được không ạ? Đó. Thế nên là các em hãy, được không ạ? Ờ, thêm một cái mở bài nữa đi cho các bạn đi, được không nào? Ờ, Vợ Nhặt nhá, của nhà văn Kim Lân. À, của nhà văn Kim Lân thì như thế này, có một cái mở bài chị đã từng nói với các em rồi, chị cũng đã viết với các em rồi, đúng không ạ? Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tôi sẽ ở lại sau lưng, bóng tôi sẽ ngả lại sau lưng. Bởi nói như nhà văn Nguyễn Khải, sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ hy sinh. Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới đó. Đọc truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, ta cảm thấm thía hơn chân lý của cuộc sống này, được không nào? Và các em hoàn toàn có thể dẫn dắt tiếp theo cái yêu cầu đề mà người ta muốn viết, người ta muốn các em trình bày phần gì, được không ạ? Khoảng cách sách tác cũng được nhá, khoảng cách sách tác cũng được. Em cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái cách đấy để các em có thể đưa vào. Giống như kiểu là chúng ta hãy lấy, giống như kiểu là quá khứ đã lùi sâu hơn về lịch sử,
và chúng ta biết được rằng là chúng ta biết được rằng là ừ, cũng được đấy, cái mô típ đấy cũng được, giới thiệu về tác giả tác phẩm ừ, cũng được, đó là cái mô típ rất là cổ truyền. Mô típ mà chúng ta sẽ nói về tác giả, nói đến tác phẩm, nói đến một chút vào cái sáng tác và giới thiệu về tác phẩm này, thì đó cũng chính là một cái mô típ rất là ok. Nhưng mà thật ra thì bản thân chị thì chị không thích cái mô típ đấy lắm, được không ạ? Bản thân chị thì chị không thích cái mô típ đấy lắm. Còn nói chung tùy thuộc vào các em thôi, tùy thuộc vào các em thôi. Các em có thể sử dụng cái mô típ đấy cũng rất là ok. Nó đúng, cái mô típ đấy rất là đúng, không bao giờ sai được. Được không nào? Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ nói với chị nha, chúng ta sẽ cùng trao đổi ngày hôm nay. Cách diễn đạt lưu loát, có những cách diễn đạt nào để chúng ta có thể hành văn lưu loát? Thật ra thì chị nói với các em như thế này này, bây giờ sẽ không đủ để các em nghĩ ra được cách nào để làm lưu loát đâu. Hãy đọc nhiều vào, hãy đọc thật nhiều vào, đọc văn mẫu, đọc văn trên mạng, đọc tất cả những cái tài liệu mà các em có được. Và đó chính là cái cách để các em trau dồi vốn từ nhanh nhất đấy. Tại sao lại không được điểm tối đa phần mở đầu? Tại sao lại không được phần điểm tối đa phần mở đầu? Trong khi mình sử dụng cái mở đầu của mình rất là độc đáo như thế, đúng không ạ? Mở bài rất là độc đáo như thế mà cuối cùng lại không được. Chị nghĩ rằng là đó sẽ là cái ấn tượng rất tốt dành cho những người chấm đấy. Và chị tin tưởng một điều rằng là nếu như các em có thể viết được một cái mở bài độc đáo thì việc được điểm cao, thì việc được điểm cao của các em sẽ là điều không khó đâu. Vạn sự khởi đầu nan mà, hãy làm cho cái mở bài của mình thật là tốt đã. Thì khi mà các em viết thì mạch văn của các em sẽ tốt hơn rất là nhiều đấy. Đất nước đúng không? Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ như cha, như vợ như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi dòng sông. Chiến tranh đã lùi xa hơn vào lịch sử, và trong thời dân tộc ta đã trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ, và con người Việt Nam luôn luôn mang trong mình một lòng yêu nước vô cùng sâu đậm, tự hào về đất nước của mình. Từ chiến trường bình trị trên khói lửa thì Nguyễn Khoa Điểm đã góp thêm một tiếng thơ hay với chủ đề đất nước, đúng không ạ? Có nghĩa là các em có thể bắt nguồn từ chủ đề đất nước nhá, để các em đưa vào, các em bắt đầu bắt nguồn từ chủ đề đất nước để các em đưa vào trong phần mở bài của mình. Đó là một cách rất là hay, được không nào? Đàn guitar của Loka. Chẳng thể nào làm cây đàn im tiếng, nó văng vỉ như dòng nước sâu thổn thức, như gió thở dài trên đỉnh tuyết lạnh băng. Tiếng guitar thở than, những khúc chiều ban mai sóng sánh đổ tràn, đã đi theo suốt cuộc đời nghệ sĩ tài hoa, có nhân cách thanh cao như số phận chịu nhiều oan khuất của xứ sở Tây Ban Cầm, Federico Garcia Lorca. Tiếng đàn là nơi ký thác tâm hồn, là niềm tin, là tình yêu, là nguồn sống của Lorca, song rủi cùng ông trên khắp những nẻo đường ca hát và sáng tạo, đồng vọng vào cuộc đời, đồng vọng và cảm phục trước cuộc đời ấy. Một cuộc đời gây ấn tượng như một mùa hè không thể nào quên, rực rỡ và chan hòa ánh nắng. Thanh Đào đã tạc dựng nên bức tượng đài về người nghệ sĩ qua thi phẩm đàn guitar của Lorca, được không ạ? Lại nhá, đàn guitar của Lorca này. Chẳng thể nào làm cây đàn im tiếng, nó vang vì như dòng nước sâu thổn thức, như gió thở dài trên đỉnh tuyết lạnh băng. Tiếng guitar thở than, những khúc chiều ban mai sóng sánh đổ tràn, đã đi theo suốt cuộc đời người nghệ sĩ tài hoa, có nhân cách thanh cao, nhưng số phận chịu nhiều oan khuất của xứ sở Tây Ban Cầm, Federico Garcia Lorca. Tiếng đàn là nơi ký thác tâm hồn, là niềm tin, là nguồn sống của Lorca, song rủi cùng ông trên khắp những nẻo đường ca hát và sáng tạo, đồng vọng và cảm phục với cuộc đời ấy. Một cuộc đời gây ấn tượng như một mùa hè không thể nào quên, rực rỡ và chan hòa ánh nắng. Thanh Thảo đã tạo dựng lên bức tượng đài về người nghệ sĩ qua thi phẩm đàn guitar của Lorca, đúng không ạ? Đó là cái một cách để chúng ta có thể ấy nhá, đó là một cách mà các em có thể sử dụng nhá. Những đứa con trong gia đình nhá, những đứa con trong gia đình à, hay là tác phẩm gì nhỉ các em nhỉ? Đó là một cái đoạn thơ trích trong bài thơ, trong một bài thơ của Federico Garcia Lorca nhá. Chẳng thể nào làm cây đàn im tiếng, nó vang vỉ như dòng nước sâu thổn thức, như gió thở dài trên đỉnh tuyết lạnh băng. Tiếng guitar thở than, những khúc chiều ban mai sóng sánh đổ tràn,
đã đi theo suốt cuộc đời người nghệ sĩ tài hoa, có nhân cách thanh cao nhưng số phận chịu nhiều oan khuất của xứ sở Tây Ban Cầm, Federico Garcia Lorca. Tiếng đàn là nơi ký thác tâm hồn, là niềm tin, là tình yêu, là nguồn sống của Lorca. Xong rồi cùng ông trên khắp những nẻo đường ca hát và sáng tạo, đồng vòng với cuộc đời ấy, một cuộc đời gần tượng như một mùa hè không thể nào quên, rực rỡ và chan hòa ánh nắng. Thanh Thảo đã tạc dựng lên bức tượng đài về người nghệ sĩ. Bức tượng đài về người nghệ sĩ qua thi phẩm đàn guitar của Lorca. Không ạ. Đúng rồi, các em phải thêm vào chứ. Đối với tuyên ngôn độc lập nhá, tuyên ngôn độc lập. Đối với tuyên ngôn độc lập, chị sẽ đưa ra một cái mở bài như thế này về tuyên ngôn độc lập. Được không ạ? Mỗi văn kiện đều có, mỗi văn kiện lịch sử đều đánh dấu một bước chuyển mình trong lịch sử cách mạng của dân tộc. Trên thế giới đã có những bản tuyên ngôn độc lập nổi tiếng như tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ vào năm 1776, tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của cách mạng Pháp và tuyên ngôn độc lập của Việt Nam ra đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, không chỉ mở đầu kỷ nguyên độc lập của nước Việt Nam sau 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, sau hơn 1.000 năm chế độ phong kiến, mà còn mở đầu cho sự tan rã của thế hệ thuộc địa trên thế giới. Tuyên ngôn độc lập là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ của nhân dân ta, một tác phẩm chan chứa tinh thần yêu nước, tiếp nối và kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Được không ạ? Rừng Sà Nu á. Rừng Sà Nu vừa hôm chị live stream rồi mà. Vừa hôm chị phát trực tiếp rồi mà. Các bạn không xem à? Hình như là các bạn không xem đúng không? Là các bạn cứ hỏi lại ấy. Các em không xem đúng không? Bản thân chị thì nghĩ rằng là hãy đọc thật là nhiều vào, đúng không ạ? Hãy đọc thật là nhiều vào Tây Tiến nào. Rồi, có một cái đoạn thơ rất là hay viết về Tây Tiến như thế này. Đó là Tây Tiến biên cương mở khói lửa, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Được không ạ? Thì đấy, các em có thể sử dụng cái đoạn thơ đấy để viết mở bài cho mình nhá. Sóng chị đã nói rồi đúng không nào? Như thế nào nhỉ? Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm. Bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Có thể thấy rằng vâng, tình yêu luôn, những cảm xúc của tình yêu luôn là những điều khó nói. Nếu như cô bé trong bài thơ Hương Thầm của Phan Thị Thanh Nhàn chỉ dám gửi tình yêu của mình qua hương bưởi ngày hôm ấy ngày mai cho người hôm ấy ngày mai đi xa, thì nữ sĩ Xuân Quỳnh, một người phụ nữ luôn khát khao sống, khát khao yêu, lại dám nói những điều con tim mình muốn giải bày. Sóng là thi phẩm tiêu biểu cho tài thơ và tình thơ Xuân Quỳnh, là lời tự bạch của trái tim người phụ nữ đang yêu, là minh chứng bất diệt cho sức sống tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ, không ạ? Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn thì đã từng viết trong tác phẩm của mình giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Được không ạ? Đó là những cái câu thơ mà các em có thể đưa vào. Thêm một số các câu thơ nữa đưa vào, ví dụ chẳng hạn như là nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết: làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu.
suốt cả cuộc đời của những người nghệ sĩ. Có những người nghệ sĩ suốt cả cuộc đời mình chỉ đi tìm kiếm vẻ đẹp của tình yêu. Chúng ta biết tới ông Hoàng thơ tình Việt Nam với những bài thơ tình yêu nồng nàn tha thiết. Chúng ta biết tới một bài thơ tình, một trong những bài thơ tình nổi tiếng nhất trên thế giới của nhà thơ Pushkin sẽ còn sống mãi cho tới tương lai. Đó là bài thơ tình Tôi yêu em. Và khi tìm hiểu về những bài thơ tình, chúng ta cũng không thể nào quên đi được một trong những nữ thi sĩ được mệnh danh là bà hoàng của thơ tình Việt Nam, Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh viết rất nhiều những tác phẩm về tình yêu, và một trong số đó có một tác phẩm với tựa đề vô cùng giản dị, đó là bài thơ Sóng, được không ạ? Đó là các cách mà em có thể dẫn dắt vào, hoặc là em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có, vẫn ngừng đập với cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Xuân Quỳnh, người phụ nữ ấy sinh ra để yêu và làm thơ. Với chị, tình yêu luôn là sức mạnh giúp chị vượt qua những phong ba bão tố trong cuộc đời. Chị khát khao sống, khát khao yêu và quyết tâm sống hết mình cho tình yêu. Sóng là thi phẩm tiêu biểu cho tài thơ và tình thơ Xuân Quỳnh, là lời tự bạch của trái tim phụ nữ đang yêu, là minh chứng bất diệt cho sức sống tuổi trẻ Việt Nam thở chống Mỹ. Đúng không ạ? Đất nước à? Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm thì có ai đó đã từng nói rằng mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời đều có một đất nước để thuộc về. Hoặc là nhà thơ Đỗ Trung Quân thì đã từng viết: quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Đã có rất nhiều những vần thơ hay viết về đất nước, về quê hương, được không ạ? Có rất nhiều những vần thơ hay viết về đất nước, về quê hương. Chúng ta viết tới một đất nước. Đất nước tôi như một con tàu, mũi tàu rẽ sóng mũi Cà Mau, trong những vần thơ của Xuân Diệu. Chúng ta biết tới một đất nước mang dáng hình của những người anh hùng trong thơ của Lê Anh Xuân. Và từ chiến trường Bình Trị Thiên Khói Lửa thì Nguyễn Khoa Điềm cũng đã góp thêm một tiếng thơ hay về đề tài đất nước qua đoạn trích đất nước trích trong Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng, đúng không nào? Nhá, đó, có nghĩa là các em hãy vận dụng linh hoạt lên và viết những cái mở bài cho mình. Viết những cái mở bài riêng cho mình như thế thì các em sẽ dễ học và dễ nhớ hơn rất là nhiều, được không ạ? Có nghĩa là chúng ta không có một cái quy chuẩn nào dành cho mở bài cả. Quan trọng là cách các em sử dụng những cái kiến thức mà các em có như thế nào vào cái mở để viết mở bài của mình cho hay thôi, được không ạ? Còn tất nhiên là sẽ không có một cái quy chuẩn nào dành cho chúng ta. Không có một quy chuẩn nào cho phần mở bài các em nhé. Thế nhưng mà phải lưu ý một điều, trong phần mở bài các em phải đạt được mục đích là các em viết cái bài này nhằm mục đích gì. Có nghĩa là phải giới thiệu được tác phẩm này, phải giới thiệu được rằng là nội dung các em sẽ trình bày là gì, giới hạn phạm vi nội dung kiến thức các em sẽ trình bày là gì, được không ạ? Đừng quên những điều đấy, đừng có ham cái lạ, đừng có ham cái độc đáo mà quên mất những cái điều cơ bản mà chúng ta cần phải trình bày, được không nào? Đó là một cái lưu ý dành cho các em nhé. Làm thế nào để biết được những dẫn chứng thơ hay như vậy? Có rất là nhiều cách để chúng ta tự trau dồi cái vốn kiến thức cho mình. Một trong những cái hay nhất đó là cách thứ nhất, có thể đọc sách. Cách thứ hai, chúng ta có thể tìm kiếm trên mạng. Cách thứ ba, chúng ta có thể nghe những người khác giảng, đúng không ạ? Và nếu như cái gì mà các em giống như cái gì mà các em ấn tượng thì các em sẽ nhớ rất là lâu. Giống như cái việc là bản thân chị này, chị sẽ nhớ rất là lâu những cái mà chị ấn tượng. Chính vì thế mà hãy tìm những cái ấn tượng, những cái điều mà các em thực sự ấn tượng thì các em sẽ nhớ lâu, được không nào? Và hãy liên tưởng nó tới những hình ảnh ấn tượng. Giống như việc là chị sẽ chẳng bao giờ quên được đoạn thơ của Phan Thị Thanh Nhàn, chị cũng sẽ chẳng bao giờ quên được đoạn thơ trong bài thơ Tự Hát của nhà thơ Xuân Quỳnh, chị cũng sẽ chẳng bao giờ quên được đoạn thơ của nhà thơ Tố Hữu khi viết về khát khao được sống, được hòa nhập, đó là: nếu là con chim chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có, trả sống là cho đâu chỉ được riêng mình. Chị cũng sẽ không thể nào quên được những cái đoạn thơ ở trong một cái chuyện ngắn mà chị đọc chị thấy rất là hay, đó là: có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên, một con đổi chỗ. Hay là: sẽ buồn như lá, sẽ buồn như cây, ngày anh tìm đến không còn em đây. Có nghĩa là bản thân mình cảm thấy ấn tượng, bản thân mình cảm thấy thích thì mình sẽ nhớ rất là lâu các em ạ. Chính vì thế mà hãy tìm những cái tài liệu mà bản thân các em cảm thấy ấn tượng và bản thân các em cảm thấy thích để đưa vào phần mở bài của mình. Và tất nhiên rồi, những cái nhận định như thế thì các em cũng có thể đưa vào phần kết bài, đưa vào phần đó các em có thể liên hệ ở trong phần thân bài nữa, chứ không hẳn là mở bài. Chính vì thế mà việc các em đọc nhiều, các em sẽ mở rộng được cái vốn kiến thức của mình, như thế sẽ là một cách rất là hay để các em làm cho bài viết của các em chất hơn, hay hơn, được không ạ?
Thật ra thì có rất là nhiều vấn đề, giống như việc là chúng ta học văn giỏi nhưng chưa chắc chúng ta đã nói được, chúng ta đã truyền tải được tới mọi người. Đó còn là cả một quá trình rất là dài để chúng ta cùng nhau trau dồi nữa. Được không nào? Và rất là hy vọng sẽ được gặp các bạn ở trên Hà Nội. Rất là hy vọng sẽ được gặp các bạn ở trên Hà Nội. Đó là bài thơ Hương Thầm nhé các em nhé. Bài thơ Hương Thầm của Phan Thị Thanh Nhàn. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm. Bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Không ạ. Rừng xà lu chị đã like rồi mà, và có rất là nhiều cách mở bài, chị đã nói rồi mà, từ đi từ không gian nghệ thuật của Nguyễn Trung Thành ấy, không gian Tây Nguyên đúng không nào, không gian Tây Nguyên chị đã nói rồi, chị đã nói về rừng xà lu rồi nhá, các bạn lưu ý nhá. Rồi chị nhắc lại một lần nữa, đó là chị có link để các em đăng ký vào nhận tài liệu, chứ không phải là các em comment email ở trong những cái post của chị nhá, các em nhớ điều này nhá. Có nghĩa là các em vào link để các em lấy, còn chị sẽ không ấy đâu, chị sẽ không thể nào mà gửi thủ công cho các em được đâu, hiểu chị không ạ? Trong năm nay thì chị cũng đã có ý định chị sẽ mở một lớp ôn thi đại học dành cho các bạn học sinh lớp 11, dành cho các bạn 2000, dành cho các bạn 2000. Và nếu như mà có bạn nào ở Hà Nội, ở khu vực Hà Nội mà các em mong muốn chúng ta sẽ học văn cùng với nhau, chúng ta sẽ học văn cùng với nhau, thì hoặc là các em cũng có thể giới thiệu cho các em của mình, bạn bè của mình, được không ạ? Chị cũng đã có một số những học sinh của mình rồi, và chị rất là mong là sẽ có thêm một số bạn nữa để chị có thể cùng với các bạn ấy, đồng hành với các bạn ấy, sẽ không phải gấp gáp như các em bây giờ, mà các bạn ấy sẽ có đủ thời gian để các bạn ấy chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi đại học, được không ạ? Chị cũng đã có địa điểm dạy rồi. Và sau kỳ nghỉ hè này thì chị sẽ mở lớp, và chị rất là hy vọng là nếu như các bạn ở Hà Nội thì các bạn sẽ có thể liên lạc với chị, được không ạ? Rồi ok, sẽ có một buổi nữa để nói về sẽ có một buổi nữa để chúng ta nói về nhé, để chúng ta nói về phần kết bài như thế nào cho hay, và vẫn còn một số cái tác phẩm nữa mà chị sẽ cần phải nói với các em, nên là chị sẽ cố gắng để có thể tăng cái lịch live của mình nhiều nhất để có thể giúp các em, để có thể giúp các em học cùng nhau học văn cho tốt nhá. Chị cũng biết là sẽ có những bạn thích và sẽ có những bạn không thích, thế nhưng điều đấy không quan trọng đối với chị đã nói với các em rất là nhiều lần rồi đúng không nào, cái điều đấy không quan trọng đối với chị, quan trọng là có nhiều bạn nhận được giá trị mà chị đem lại cho các bạn ấy, được không nào? Điều quan trọng nhất là như thế. Chị sẽ dạy ở khu vực Cầu Giấy nha em nhé. Chị sẽ dạy ở khu vực Cầu Giấy. Đất nước chị đã phân tích trên các bình diện rồi nhá, Hường nhá, chị đã phân tích rồi nhá. Rồi, có gì thì các bạn có thể inbox cho chị nhá. Và ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ dừng lại ở đây thôi. Chúng ta đã chia sẻ với nhau về làm như thế nào để có thể có được một mở bài hay rồi đúng không nào? Buổi hôm sau chúng ta sẽ cùng nói về một tác phẩm mà các chắc chắn là các em vẫn đang chờ đợi, đó là Chiếc Thuyền Ngoài Xa, được không ạ? Buổi ngày hôm sau chúng ta sẽ cùng nói về Chiếc Thuyền Ngoài Xa, và lịch như thế nào thì chị sẽ post lên cho các em, được không ạ? Vợ chồng A Phủ chị đã nói rồi nhá, vợ chồng A Phủ chị đã nói rồi. Chị rất là mong các bạn sẽ ủng hộ chị vào ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ chị. Chị không quan trọng điều rằng là sẽ có người thích và sẽ có người không thích đâu nhá. Chị quan trọng rằng là chị đã mang tới cái giá trị dành cho các bạn thôi. Và ngày hôm nay chúc cho các bạn sẽ có một buổi học thật là bổ ích, chúc cho các bạn tối ngày hôm nay sẽ học thật chăm chỉ, bởi vì chúng ta sẽ chỉ còn một khoảng thời gian rất là ngắn nữa thôi, và chúng ta sẽ bước vào kỳ thi quan trọng này rồi. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ vừa qua nhé. Và cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì chắc là sẽ phải nói thôi. Rất là tiếc vì không trả lời hết của các bạn được. Cảm ơn các bạn vì đã chúc chị ngủ ngon nhá. Rồi ok.